Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Thâm cửu đại hận, một ngàn ức nàng là nắm không trở về, nữ nhân này rất nham hiểm, dĩ nhiên muốn cùng tiên tiên các nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu như tiên tiên hòa U Lan rơi vào trong tay nàng, vậy thì phiền phức trầm tường trong lòng dâng lên một luồng tức giận hắn phải đến hòa cơ mỹ tiên nói chuyện mới được hoặc là là đem cơ mỹ tiên cho bắt bằng không bằng cơ mỹ tiên lợi hại như vậy nữ nhân hắn sớm muộn đều sẽ chịu thiệt may là lão bà của ngươi hòa muội muội ngươi rất thông minh không chỉ không có bị nàng thực hiện được còn đã lấy đi nàng một ngàn ức tinh thạch a a a các nàng kiếm tinh thạch cũng quá dễ dàng đi khí chết ta rồi Chu Vinh một mặt đố kỵ, bọn họ như cầu một chút ở vùng rừng rậm này bôn ba mấy tháng, còn không phải là vì tinh thạch. Các ngươi muốn tinh thạch, không nói sớm, theo ta sống sao cho thoại, ta có thể để cho các ngươi đại kiếm một bút. Ngô Thiên Thiên con ngươi chuyển động, mỉm cười nói, đại tỷ đầu, ngươi nói chính là thật sự chúng ta không cần nhiều, có thể làm cho chúng ta thư thư phục phục về thái vũ môn là được chúng ta lần trước tới thời điểm. Kém chết ở địa tâm hỏa vực bên trong. Vân tiểu đao hồi tưởng lúc trước đầy mặt cay đắng. Vân tiểu đao hòa chu vinh bọn họ đã đem tinh thạch toàn bộ đưa cho trầm tường cũng cười hì hì nhận lấy tới. Ta luyện đan cần một ít yêu thú hòa linh dược các ngươi đến giúp ta đi kiếm. Một hai năm như vậy các ngươi liền tập hợp đủ truyền tống chi phí. Ngô thiên thiên tính toán một chút nói rằng ngô thiên thiên có thể bị hoa hương nguyệt xem thành là người nối nghiệp tự nhiên lại nàng chỗ hơn người bây giờ trầm tường cũng không biết nàng luyện đan trình độ tăng lên đến mức nào bất quá thấy nàng tràn đầy tự tin phải nói mang theo vân tiểu đao bọn họ kiếm bộn tiền liền biết chắc không kém nói như vậy các ngươi sẽ ở đan thành ngốc một quãng thời gian trầm tường hỏi hắn đột nhiên có chuyện muốn đi làm không thể cùng vân tiểu đao bọn họ đồng thời vào thành hừm đương nhiên phải ở đan thành ngô thiên thiên hỏi ngược lại ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn đi làm sao trầm tường đầu các ngươi tiên tiến thành ta làm tốt sự liền vào thành tìm các ngươi tiết tiên tiên hòa lãnh u lan cũng không ở đan thành trầm tường cũng không vội tới đan thành hòa chu vinh bọn họ phân biệt sau khi hắn hướng về chính mình cảm ứng được sợi khí tức chạy tới một tòa núi cao trên đỉnh cơ mỹ tiên đứng ở một tảng đá lớn nhìn trước mắt một mảnh vân hải cảm thụ tự nhiên biến hóa sương trắng từ trên người nàng thổi qua, thổi lên nàng trắng như tuyết quần áo, một con nhu nhuyễn thanh ti tùy theo phấp phới, phảng phất cả người đều dung nhập vào tự nhiên bên trong. Cả người tản ra siêu nhiên thoát tục khí chất rực rỡ bức người tiên tư, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trầm tường hiện tại liền đứng ở sau lưng nàng, hắn không có hòa vân tiểu đao bọn họ vào thành, chính là vì tới nơi này thấy cơ mỹ tiên. Chúng ta đến nói chuyện, cơ mỹ tiên nói rằng xoay người tới đôi mắt đẹp đảo mắt lạnh nhạt nói chúng ta một có chuyện gì đáng nói ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi còn dám đánh tiên tiên hòa u lan chủ ý ta cho dù liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi trầm tường âm thanh rất bình tĩnh nhưng vô hình lửa giận nhưng hóa thành đầy trời sát khí nồng nặc kia khí sát phạt nhấc lên một trận cuồng phong không bốn phía bạch vân toàn bộ thổi tan chiêu tới từng trận mây đen sấm vang chớp giật trên đỉnh núi sát khí bức người mặc vân lăn lộn khí sát phạt bao phủ cơ mỹ tiên. Cơ mỹ tiên đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ, quần trắng hoa tóc đen bay phấp phới, nàng khẽ quát một tiếng. Lành lành xinh đẹp âm thanh kèm theo nàng thân thể mềm mại thả ra tới kim quang lập lòe ra tới, một luồng thánh khiết khí bao phủ bát phương, đem những sát khí kia toàn bộ xua tan. Trên đỉnh núi mặc vân hoàn toàn tán đi, đổi thành một mảnh kim vân, bắn ra từng trận hào quang, hình thành một luồng rất mạnh thánh lực. Đem trầm tường cầm cố lại người quả nhiên tu luyện thiên địa sát phạt thuật ta tu luyện pháp môn chính là từ thiên địa sát phạt thuật địa sát chi thuật chung diễn biến mà tới nhưng cũng không có địa sát chi thuật như vậy chính tông người tu luyện tư tưởng thần công chung bạch hồ thần công lòng sát phạt có thể cho người ung dung khống chế lượng lớn khí sát phạt vì lẽ đó người mới có thể học tập thiên địa sát phạt thuật ta nói tới một thác đi cờ mỹ tiên âm thanh nhàn nhạt, nhạt ngưng mắt nhìn trầm tường vốn nàng coi chính mình sẽ làm trầm tường khiếp sợ nhưng trầm tường chỉ là thuận miệng đáp, ngươi nói không sai. Hắn đã sớm biết cơ mỹ tiên thân phận thiên giới một phương cường giả, ngọc y tiên cơ, nàng ở thiên giới tuy rằng rất thần bí. Nhưng quanh năm truy sát tô mị giao hòa bạch u u, dẫn đến bạch u u hòa tô mị giao cũng biết không ít lai lịch của nàng. Vì lẽ đó cho dù nàng nhìn ra trầm tường một ít bí mật trầm tường cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Các nàng mạnh như vậy lại giảo hoạt như thế ta căn bản bắt các nàng một biện pháp nếu như ngươi để thê tử ngươi đem một ngàn ức trả lại cho ta ta bảo đảm sau đó không lại tìm các nàng phiền phức cơ mỹ tiên nói rằng một ngàn ức đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu trầm tường nói rằng đây là ngươi coi sơ cho các nàng dùng tới làm bảo đảm ngươi không thể nuốt lời vì lẽ đó một ngàn ức là không thể trở lại trong tay ngươi rồi lại nói nữa ta không tin được ngươi cam kết của ngươi đối với ta mà nói hãy cùng thối lắm như thế cánh tay của hắn chấn động thanh long đồ ma đao bị hắn hoán đi, người muốn giết ta, cờ mỹ tiên cười lạnh nói, nhưng nhưng trong lòng âm thầm phẫn nộ trầm tường thực lực hôm nay tăng lên rất nhiều. Nàng cũng không chắc chắn đánh thắng trầm tường. Ta thừa nhận muốn giết chết ngươi rất khó, nhưng phải bắt được ngươi vẫn là rất đơn giản. Chỉ có bắt ngươi ta tài yên tâm tiên tiên hòa U Lan không bị ngươi quấy dày. Trầm tường cảm thấy là thời điểm đem cơ mỹ tiên bắt nữ nhân này kế tục tiêu dao xuống sẽ làm hắn không bình yên Cờ mỹ tiên ngửa đầu cười lớn ngươi đang sợ ta cái khác thiên nữ thiên tử đều không bị ngươi để ở trong mắt nhưng ngươi nhưng sợ ta trầm tường nghiêm túc nói rằng ta từ tới không có sợ quá ngươi thần đao chấn động long lực dâng trào lòng ngâm ong ong một đạo ánh sáng màu xanh vụt sáng hóa thành trăng lưỡi liềm bình thường màu xanh viên hồ hướng cơ mỹ tiên hoành trảm quá khứ ta một thời gian hòa ngươi đánh cờ Mỹ tiên ngọc trưởng vỗ một cái, đánh nát đạo kình khí thả người nhảy vào trong mây. Người không muốn về của ngươi cái yếm sao? Người không sợ hình ảnh thủy tinh công bố vu chúng sao? Ta cũng không sợ ngươi đem ta lý nhân thiện sự tình nói ra, nhưng ngươi nhưng sợ ta đem hình ảnh thủy tinh thả ra ngoài, đúng không? Trầm tường đứng ở đỉnh núi, lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói xong, cờ Mỹ tiên liền xuất hiện ở phía sau hắn, mặt lạnh như xương một ngàn ức ta từ bỏ ta sau đó cũng không biết đánh nữ nhân ngươi chủ ý đây là ta ngươi chuyện giữa chúng ta tận lực không muốn liên lụy đến những người khác cơ mỹ tiên tiếng nói vừa dứt trầm tường liền quay về nàng chém vào một đao hừng hực long lực đem toàn bộ đỉnh núi cự tảng đá lớn chấn động đến mức vỡ vụn toàn bộ lăn xuống dưới tới cuồng bạo đao khí bổ ra cuốn lên một trận cuồng phong thổi đến mức bạch vân bốc lên cơ mỹ tiên vung lên ống tay áo dùng nàng cái này tiên y ngăn cản trầm tường thần đao công kích đánh ra một tia sáng trắng đón đánh trầm tường đao khí quanh hai cái thần binh thả ra tới sức mạnh chạm vào nhau đỉnh núi nhất thời nứt toác lăn xuống từng khối từng khối to nhỏ bất nhất đá vụn trầm tường hòa cơ mỹ tiên huyền phù ở giữa trời cao bốn mắt nhìn nhau đều là đằng đằng sát khí chúng ta tiếp tục đánh một có kết quả ta ở chỗ này chờ ngươi chính là muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện cơ Mỹ tiên bị trầm tường dùng hình ảnh thủy tinh cưỡng bức đầy ngập lửa giận. Nhưng vẫn phải là đè xuống lửa giận bởi vì nàng cũng biết trầm tường hiện tại chính đang nổi nóng. Chúng ta một cái gì tốt đàm, người hận không thể giết chết ta, ta cũng hận không thể giết chết ngươi, ngươi giác cho chúng ta có đàm cần phải sao? Trầm tường đang khi nói chuyện bổ ra mấy chục đau, đầy trời ánh đau dường như biển gầm, nhằm phía cơ mỹ tiên, cơ mỹ tiên cắn chặt ngọc nha, nàng biết trầm tường ngày hôm nay bất hòa nàng đánh ra một kết quả là không chịu bỏ qua. Nàng nguyên bản nhưng là thiên giới ngọc y tiên cơ, nhưng hiện tại nhưng xa suốt đến bị một phàm nhân tiểu quỷ ức hiếp đến mức độ này. Nàng tức giận trong lòng khó có thể ngột ngạt hóa thành một nguồn sức mạnh tràn vào nàng toàn thân làm cho nàng cả người thánh quang lóng lánh dường như một tên nữ thần như vậy thật cao lơ lửng giữa không trung đôi mắt đẹp hàm uy uy thế như thiên đây chính là linh hồn nàng sau khi giác tỉnh thực lực chân chính lúc này nàng tiên y cũng toàn bộ hiện ra tới nguyên bản là màu trắng nhưng hiện tại nhưng biến thành thần thánh màu vàng óng tay áo phiêu phiêu lóng lánh từng trận thánh huy rất giống thần nữ long vòng quanh thân thể của hắn bay lên để thân thể của hắn dần dần hiện ra một bộ dường như long lân chế thành giáp vàng, đây là hắn vũ hồn hóa thành giáp bảo vệ. Cờ Mỹ Tiên lông mày vừa nhíu, trầm tường lúc này người mặc long lân giáp vàng dáng dấp ngược lại cũng vô cùng có khí thế tuy rằng không bằng nàng cái này thần y lợi hại như vậy. Nhưng cũng không kém, trầm tường không có lấy ra huyền vũ kim cương giáp bằng không này cơ Mỹ Tiên nhất định cũng không quay đầu lại chạy mất ngày đó ta hòa muội muội ngươi thời điểm chiến đấu nhưng là hạ thủ lưu tình bằng không nàng căn bản không đánh lại được ta ngươi đạt được thiên địa sát phạt thuật nắm giữ thanh long đồ ma đao loại này thần binh bản thân lại có tu luyện thái cực hàng long công tiềm chất ngươi tương lai nhất định là chúa tể một phương cho dù tới đến thiên giới như thế có thể quát tháo phong vân ta hòa cừu hận của ngươi hiện tại còn có thể hóa giải cơ mỹ tiên thấy trầm tường một bộ vẻ chăm chú Tại thời điểm này nàng nghĩ đến rất nhiều, nàng biết trầm tường loại gia hỏa này rất khó giết chết nếu như sau đó nàng bị trầm tường nhìn chăm chăm. Chỉ sớm ngày sẽ bị trầm tường giết chết. Nếu như không phải cơ Mỹ tiên chi sát quá tô mị giao hòa bạch u u hay là bây giờ còn có chỗ để đàm phán. Có thể hiện tại trầm tường đã quyết định quyết tâm muốn đem cơ Mỹ tiên bắt miễn trừ hậu hoạn. Ai biết này cơ Mỹ tiên thời điểm thời điểm khôi phục thực lực chờ nàng khôi phục lại loại kia có thể quát tháo thiên giới thực lực thì. Hối hận liền đến không kịp, giữa chúng ta cựu hận có thể hóa giải. Nhưng tiệt không là tâm bình khí hòa đàm phán phương thức. trầm tường tài không tin cơ mỹ tiên có thể không truy cứu trước đó chuyện này. Người không giết chết được ta, cơ mỹ tiên thần sắc nghiêm, tốt. Đôi mắt đẹp lóe lên, nói rằng, nếu không như vậy, chúng ta tới đánh một trận, ta không cần ta thần y, ngươi không cần của ngươi thần đao. Nếu như ta thua, sẽ theo liền ngươi như thế nào? Thế nhưng ngươi thua rồi, ngươi đầu tiên phải đem hình ảnh thủy tinh trả lại cho ta, sau đó ở sinh thời bên trong sẽ giúp ta tìm về cái yếm. Cờ Mỹ Tiên vô cùng tự tin. Nếu như Trầm Tường không có kinh khủng kia thần đao, đương với mất đi một cánh tay, nàng cảm thấy muốn bắt dưới Trầm Tường vẫn là rất chuyện dễ dàng trầm tường trong lòng cười lạnh này cơ mỹ tiên đối với hắn hiểu rõ chỉ giới hạn ở trong đồn đãi nhiều là biết hắn nắm giữ tư tưởng thần công nhưng hắn lợi hại không chỉ có là tư tưởng thần công mà thôi như vậy ngược lại không tệ nhưng ta không tin ngươi ngươi cũng không tin ta miệng ước định không tính là gì chúng ta tới kết một cái thiên huyết khế làm sao trầm tường lấy ra một tấm da thú như vậy tốt nhất bất quá cơ mỹ tiên tán thành nàng cũng không tin được trầm tường Trầm tường âm hiểm cười nói, nếu như ngươi thua rồi, coi như ta nữ nô, một đời một kiếp cũng phải ta nô lệ, những này toàn bộ tả ở thiên huyết khế mặt trên, thắng bại một khi phân ra. Thiên huyết khế tự động có hiệu lực, cờ Mỹ Tiên có chút tức giận, trầm tường dĩ nhiên vẫn muốn thu nàng vì nữ nô, nàng nhưng là thiên giới thượng diện tiếng tăm lừng lẫy ngọc y tiên cơ. Lại bị một phàm nhân tiểu quỷ như vậy coi khinh, người thực sự là học thức uyên bác dĩ nhiên hiểu được thiên huyết khế thứ này. Cờ Mỹ Tiên là thật sự kinh ngạc, trầm tường là ở bản thần thư mặt trên từng thấy. Huyết khế cũng là linh vân trận pháp một loại. Tốt lắm, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền muốn thực hiện ta trước đó từng nói, sẽ đem thái cực hàng long công hòa viêm long bảo lô cho ta. Chỉ cần làm được những kia liền được rồi. Cờ Mỹ Tiên biết được chính mình thua muốn làm nữ nô, lại tăng thêm hai cái. Người cũng khá tốt, dĩ nhiên nhìn ra ta lò luyện đan chính là cái mặt hàng gì như ngươi mong muốn, ngươi thua rồi ngươi cả người đều là ta, thêm nữa thêm này hai cái cũng không có cái gì. Trầm tường cũng vô cùng tự tin. Hai người lúc này tâm bình khí hòa làm cái kia thiên huyết khế, thiên huyết khế vẫn là rất phức tạp, đầu tiên là ta cắt ra một khối hảo gia thú, sau đó đem hai người dòng máu dung hợp lại cùng nhau. Lại truyền vào hai người một tia hồn phách, máu của người dĩ nhiên là kim sắc người đến cùng cái gì tới đầu trầm tường thấy cơ mỹ tiên lúc này dòng máu dường như thiêu rong hoàng kim giống như vậy không khỏi khiếp sợ trước đó hắn đem cơ mỹ tiên đả thương thời điểm huyết nhưng là màu đỏ cơ mỹ tiên không có trả lời khi nàng nhìn thấy trầm tường giọt nhỏ máu cảm nhận được những kia trong máu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng thì cũng bị cả kinh thay đổi sắc mặt đặc biệt nàng những kia dòng máu vàng bị trầm tường dòng máu ba lạng dưới dung hợp thời điểm để sắc mặt nàng càng là nghiêm nghị là không phải sợ trầm tường cười lạnh một tiếng. Không có, vì có thể ngủ ngon rác ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn làm một cái kết thúc. Cờ Mỹ Tiên kiên định tự tin đột nhiên có chút dao động nàng nhìn không thấu trầm tường dòng máu. Nàng linh giác cảm giác không ra bên trong ẩn chứa mấy nguồn sức mạnh đến cùng là cái gì nhưng rất cường đại là được rồi. Thiên huyết khế do trầm tường hòa cơ Mỹ Tiên hai người liên thủ chế tác. Cơ Mỹ Tiên cũng hiểu được ngày này huyết khế là làm sao chế tác. Vẽ xong, viết xuống khế ước lời thề sau khi hai người lại nhỏ vào linh hồn huyết tinh. Cờ Mỹ Tiên càng là muốn đem một cái chủ tớ khế ước ngưng tụ ở thiên huyết khế mặt trên, một khi nàng thua, nàng liền lập tức hòa trầm tường ký kết chủ tớ khế ước sinh tử do trầm tường thống trị. Thiên huyết khế hoàn thành do trầm tường bảo quản. Hắn thắng, cơ Mỹ Tiên chính là hắn nữ nô thua phải thực hiện khế ước bên trong điều lệ nếu như trái với khế ước liền sẽ phải gánh chịu sống không bằng chết thống khổ là đến từ linh hồn lên dằn vặt ta rất hiếu kỳ người tại sao không thêm vào thanh long đồ ma đao hòa thiên địa sát phạt thuật trầm tường hiện tại đột nhiên cảm thấy rất dễ dàng chính tại chỗ điều chỉnh trạng thái cờ mỹ tiên lần thứ hai khôi phục tự tin trầm tường không thể khiến dùng thanh long đồ ma đao mạnh hơn bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi Nàng tu vi muốn so với trầm tường cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng muốn so với trầm tường phong phú, nàng cho là mình chắc chắn sẽ không thua. Thành lòng đồ ma đao hòa ngươi hòa làm một thể, cho dù ngươi chết đi ta chiếm được khả năng cũng chỉ là một cái phế đao mà thôi, thiên địa sát phạt thuật ta không học được. Nói không chắc còn có thể để ta đi vào tử lộ, đối với ta mà nói vô dụng. Cờ Mỹ tiên đối những chuyện này vẫn là hiểu rất rõ, nàng hiện tại cũng ở điều chỉnh trạng thái. Chuẩn bị cùng trầm tường đại chiến. Đàn thành lúc này chúng cường tập hợp đều là những kia cổ lão thế lực bá chủ, bọn họ ở chỗ này đều là chờ đợi lý nhân thiện xuất hiện. Thiên địa sát phạt thuật đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu có thể làm cho bọn họ càng thêm dễ dàng tiến vào thập thiên đại đế mổ. Này quần cổ lão thế lực đều là đã từng tầng thứ 10 truyền thừa dưới tới thực lực đều sâu không lường được ở thiên giới cũng có rất vững chắc căn cơ mà phong gia hòa bạch hải thánh cảnh hai nhà này ở những này cổ lão thế lực bên trong thực lực cũng không tầm thường nhưng hiện tại nhưng liên tiếp chết đi thiên tử hòa thiên nữ. Hơn nữa còn là bị cùng một người chém giết, chuyện này ở đan thành truyền ra sau khi gây nên sóng lớn mênh mông. Lần này trầm tường không chỉ có lần thứ hai chọc giận phong gia hòa bạch hải thánh cảnh còn đắc tội rồi một cái đào hoa thánh cảnh đào hoa thiên tử thiên tử đầu. Nhưng là bị tiêu cừu hòa trầm tường liên nát tan. Đương nhiên, những thứ này đều là tiểu bối ân oán, trầm tường cây đao kia quả thật làm cho rất nhiều cổ lão thế lực trẻ tuổi nhớ kỹ, chỉ cần thấy qua cây đao kia người ai cũng muốn cướp đoạt. Nếu như ở giã ngoại đụng với trầm tường, ra tay đánh nhau không thể tránh được chỉ bất quá phong gia thiên nữ hòa thiên tử liên thủ. Cuối cùng vẫn bị trầm tường dùng thủ đoạn hung tàn giết chết. Nhất làm cho đan thành nội những lão gia hòa kia khiếp sợ chính là. Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong ra hai tên đan vương đúng là trầm tường giết chết, đầu người còn bị trầm tường giữ đây, chuyện này cũng làm cho Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong ra khó có thể chịu đựng. Hiện tại hai nhà này nhưng là bị rất nhiều cổ lão thế lực chế nhạo, rõ ràng là tiểu bối trong lúc đó ân oán, dĩ nhiên lại nhiều lần phái ra một ít lão gia hòa. Hơn nữa còn bị người ta một tên tiểu quỷ giết chết, cất giữ đầu người, chuyên môn dùng tới nhục nhã bọn họ bạch hải thánh cảnh hòa phong ra đều ngồi không yên coi như là bọn họ người trước tiên bốc lên tới sự nhưng hiện tại chết đi hai tên đan vương thiên tử hòa thiên nữ cũng đều bị chém giết bọn họ dù như thế nào cũng phải đi tìm trầm tường lý luận đào hoa thánh cảnh biết rõ là cảnh tinh lượng chính mình chọc giận trầm tường bọn họ nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn cũng phải đến tìm trầm tường nếu không sẽ bị người khác chê cười huống chi chết đi thiên tử bọn họ cũng rất phẫn nộ trầm tường hòa cơ mỹ tiên ở dưới chân núi điều tức trận chiến này thắng bại đối với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu nhân đặc biệt đối với cơ mỹ tiên nếu như thua trận nàng sau đó đều là trầm tường nữ nô rồi có người đến rồi đều là ngươi vừa nãy thả ra kinh khủng như vậy sát khí cơ mỹ tiên chừng trầm tường một chút tới người đều là một ít lão gia hòa Bạch Hải Thánh Cảnh trưởng Giáo Hòa Đại trưởng Lão, Phong Gia, Đào Hoa Thánh Cảnh Người Nắm Quyền, Hoàn hữu một đoàn tham gia trò vui gia hỏa người giết chết hai cái đan vương. Phỏng Trừng Đan Minh cũng sẽ tới gây sự với ngươi còn không mau đi, cờ Mỹ Tiên bay tới không trung quay về Trầm Tường Hô. Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn Hòa một hạt không gian Nguyên Châu, hắn dự định muốn tới một cái khá là chỗ an toàn. Dưới tới, đi với ta một chỗ chiến đấu, nơi đó an toàn. Trầm Tường bắt đầu cho La Thiên Môn nhân truyền vào không gian Nguyên Châu năng lượng. Đan Thành ở Vương Giả Đại Lục, Trầm Tường muốn tới địa phương cũng ở Vương Giả Đại Lục. La Thiên Môn vẫn là có thể đảm nhiệm được. Lần trước Trầm Tường dùng La Thiên Môn vượt qua khoảng cách quá to lớn, dẫn đến La Thiên Môn bị hao tổn, hiện tại đã chữa trị được rồi. Nhưng nếu như không phải cần dùng gấp, hắn bình thường đều sẽ không vận dụng. Chúng ta không chạy nổi này quần lão gia hòa trầm tường phía trước chậm rãi xuất hiện vỗ một cái không gian chi môn. Cờ Mỹ Tiên thấy trầm tường có loại năng lực này, không khỏi thấp hừ một tiếng. Hiện tại nàng rõ ràng trầm tường tại sao ai cũng dám trêu nếu như nàng có loại này chạy trốn thủ đoạn. Nàng cũng dám, người muốn đi chỗ nào? Cờ Mỹ Tiên có chút cảnh giác, người sợ cái gì chúng ta cũng đã ký kết thiên huyết khế ta đối với ngươi dở trò lừa bịp liền vi phạm khế ước. Đối với ta một mới có lợi. Trầm Tường một tức giận nói rằng, Cờ Mỹ Tiên vừa đi tới bên cạnh hắn, liền bị một phát bắt được cánh tay, sau đó nhảy vào không gian chi môn bên trong. Tiến vào không gian chi môn sau, bọn họ đi tới trong một vùng phế tích, Cơ Mỹ Tiên đột nhiên cảm giác được một chút gì, thay đổi sắc mặt vội vàng bay lên trời. Nhưng cũng bị Trầm Tường cho kéo. Cái kia Long không lo lắng. Trầm Tường quay về phế tích xa xa vùng rừng rậm kia hô một tiếng, "Lam đại ca, ta tá nhân địa phương." Nơi này cái kia lam long tên là Lam Thương, trầm tường lần trước tiến vào tới thì tuy rằng chỉ hòa con rồng này từng nói mấy câu nói, nhưng cũng lẫn nhau báo cho họ tên. Tiểu hỗn đản, đến chết không đổi, ta lần trước đều nói, tới ta chỗ này đừng mang nữ nhân tiến vào lai nhân. Lam Thương âm thanh từ bên trong vùng rừng rậm truyền ra tới, đem một đoàn năm cả kinh phi thoan đi, cái chỗ chết tiệt này tùy tiện dùng đừng phá hoại ta rừng rậm là được ngươi sẽ không phải là phải ở chỗ này làm việc chứ ngươi nghĩ đi đâu vậy ta hòa nữ nhân này có chút qua lại hiện tại muốn cùng nàng ở đây đánh một chiếc trầm tường bĩu môi nói cờ mỹ tiên sắc mặt rất là nghiêm nghị nàng trầm tường nói chuyện chung nhìn ra trong rừng rậm cái kia long quan hệ hòa trầm tường không sai nàng linh giác vô cùng nhạy cảm rất rõ ràng cái kia long thực lực làm cho nàng hết sức kiêng kỵ nàng không nghĩ đến trầm tường hậu thuẫn đã vậy còn quá mạnh không chỉ có có hoàng cẩm thiên lão già điên này làm chỗ dựa nơi này là nơi nào cờ mỹ tiên ngắm nhìn bốn phía lạnh lùng hỏi ở đây làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an nơi này ngoại trừ cái này phá địa phương những nơi khác đều rất nguy hiểm các ngươi muốn đấu giá cũng sắp điểm đi nhớ kỹ đừng tới ta dừng dậm đánh làm thương dặn dò đám kia tới tìm kiếm trầm tường lão gia hòa nhào một cái không để bọn họ càng thêm tức giận một đoàn cường giả lại bị một tên tiểu quỷ cho quăng xuất hiện ở tại bọn hắn cũng không biết trầm tường ở nơi nào chỉ biết là mặt mũi mất lớn hiện tại có thể đánh đi ta chuẩn bị kỹ càng rồi trầm tường đã không kịp đợi nghĩ đến bạch hải thánh cảnh hòa phong gia phái ra nhất chúng lão gia hòa tới tìm hắn muốn nghĩ cũng biết khẳng định là muốn bắt hắn dựa vào bọn họ tu hành nhiều năm tu được thực lực cường đại tới ức hiếp hắn tên tiểu quỷ này, trong lòng hắn rất là khó chịu. Tới đi, người ta ân oán, liền thông qua trận chiến này đến rồi đoạn. Người yên tâm được rồi, cho dù ngươi bại bởi ta, ta sau đó cũng sẽ không giết của ngươi. Cờ Mỹ tiên âm thanh lạnh giá, trắng như tiết quần áo tràn ra màu vàng kim nhàn nhạt thánh huy. Vừa nhìn liền biết này không phải bạch hải thánh cảnh công pháp. Trầm tường không có sử dụng thanh long đồ ma đao, hắn cũng không có ý định sử dụng huyền vũ kim cương giáp hòa sát thần tay. Hắn muốn dựa vào chính mình sở học đến đồ vật đánh bại cơ mỹ tiên, một mặt cũng có trợ giúp hắn cảm ngộ địa sát chi thuật. Hai người thật tình như thế. Ở trong rừng rậm lam thương hóa thành một vệt sáng xanh bay vụt đi, lấy hình người xuất hiện ở trầm tường bên cạnh bọn họ thấy cái này thân mặc áo lam trung niên xuất hiện cơ mỹ tiên trên mặt ngọc tràn đầy cảnh giác lùi lại mấy bước song trường kim lóng lánh bởi vì người trước mắt quá mức nguy hiểm nàng này đều là bản năng phản ứng ta chỉ là ở một bên xem ta sẽ không nhúng tay lam thường khẽ mỉm cười lui ra khu phế tích đứng ở phế tích bên ngoài lúc này mới để cơ mỹ tiên thở phào một hơi tiểu tử nữ nhân này rất lợi hại thân thể của nàng có một loại nào đó lợi hại huyết mạch không thuộc về loài người nàng xuất hiện đang sử dụng cái loại năng lượng này ngay cả ta đều có chút kiêng kỵ nếu như nàng hòa ta đồng dạng tu vi ta chỉ có chạy trốn phần Làm thương căn dặn trầm tường trầm tường đã sớm biết cơ mỹ tiên có rất nhiều bí mật đặc biệt thấy nàng loại kia thuần dòng máu màu vàng óng thì nơi này nguyên bản kiến có thật nhiều nguy nga làm bằng đá kiến trúc nhưng không biết nguyên nhân gì toàn bộ dẫn đến hủy hoại lúc này những kia to to nhỏ nhỏ lạnh lẽo hòn đá dĩ nhiên tràn ra một trận kim sắc hào quang, những này quang hà hòa cơ Mỹ tiên tỏa ra tới như thế. Y dài, một tiếng kỳ dị thanh âm chuyện tới, mặt đất khẽ run lên, cơ Mỹ tiên hai tay vung vẩy, chỉ thấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đá đột nhiên huyền phù trở nên. Cơ Mỹ tiên động thủ, cặp kia mâu tử giật mãn ánh vàng, cả người kim hà vờn quanh, dường như thần nữ. Đây là sức mạnh nào? Những tảng đá này dĩ nhiên để ta cảm thấy bất an. Trầm Tường nhìn trước mắt những kia giống như núi nhỏ cự thạch di động. Âm thầm vận chuyển long lực, vèo, mấy chục khối giống như núi nhỏ cự thạch hướng Trầm Tường phi va tới, loại kia tốc độ dường như quang hà. Này mấy chục khối ánh vàng lượn lờ cự thạch bay về phía Trầm Tường thời điểm, đột nhiên dung hợp trở nên, đã biến thành một ngọn núi lớn, loại kia như quang bình thường tốc độ. Để Trầm Tường căn bản là không có cách tránh né, liền chống đối thời gian đều không có. Ẩm um cự sơn va chạm ở trầm tường thân thể cường hãn mặt trên dường như đụng vào thần như sắt thép ngọn núi này đột nhiên lay động trở nên gây nên một tiếng úng minh trầm tường bị cái cỗ này to lớn xung lượng đánh bay thân thể kề sát ở trên một tảng đá lớn diện trên tảng đá lớn này cũng có cơ mỹ tiên loại kia kỳ dị kim sắc sức mạnh cự sơn lần thứ hai phát động đột nhiên bay đến không trung đột nhiên rơi tới này to lớn hòn đá bị cơ mỹ tiên điều khiển trở nên thuận buồm xuôi gió Phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, đặc biệt loại kia tốc độ khủng khiếp căn bản không cho Trầm Tường có cơ hội thở lấy hơi. Trầm Tường vừa bị va bay ra ngoài, còn không có phản ứng quá tới, tòa kia cự sơn đã mạnh mẽ đập xuống, Trầm Tường sau lưng dán vào tảng đá kia bị tập đến nát tan, Trầm Tường cũng bị tòa này cự sơn ngăn chặn, sống chết không rõ. Làm thường cũng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, loại này sức mạnh thần bí hòa công pháp là hắn lần thứ nhất thấy này khu phế tích mặt đất phiến đá cũng có cơ mỹ tiên thả ra tới kim sắc sức mạnh cho dù cả tòa cự sơn mạnh mẽ đập xuống mặt đất đều không có hư hao như thế một tới trầm tường chịu đựng sức mạnh sẽ càng thêm cường cơ mỹ tiên biểu hiện thanh nhã thật giống như tất cả những thứ này là nàng theo dự liệu như thế nhưng này tòa đè lên trầm tường cự sơn đột nhiên chấn động một chút sau đó chuyển ra trầm tường gầm lên giận dữ trầm tường dĩ nhiên đem cả tòa sơn mang tới trở nên hừ cờ mỹ tiên lành lạnh hét một tiếng cự sơn kim hà đại trấn biến thành hai cái to lớn thạch quyền dường như cự nhân nắm đấm giống như vậy ở nàng điều khiển phía dưới dùng loại kia tốc độ khủng khiếp điên cuồng nện ở trầm tường trên thân thể diện mỗi một quyền sức mạnh cũng có thể đem một tòa chân chính cự sơn đập nát đánh vào trên thân thể người càng là một quyền có thể đem người đánh thành thịt vụn nhưng hiện tại đánh vào trầm tường trên người nhưng phảng phất đánh vào một khối có co giãn thần thiết mặt trên làm sao nện cũng không thể đem trầm tường đánh bẹp đùng lúc thì trắng hà tránh ra long lực hóa thành tay chân trưởng quét ngang mà ra đánh về một cái hướng hắn đánh rơi thạch quyền ầm bùng nổ ra tới sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức đại địa run lên cái cỗ này cuồng bạo chấn thiên trường lực như sóng chiều dâng tới bát phương đem bốn phía tất cả đá vụn chấn động thành bụi phấn Đùng, lại là một cái chấn thiên trưởng đánh ra tiết bạch sắc long lực thêm vào trong suốt chấn ma thánh lực. Trong nháy mắt hóa thành một cái năng lượng cự trưởng đánh ở cái này to lớn thạch quyền mặt trên. Dùng động sức mạnh đem chấn động đến mức chia năm xẻ bảy Dùng động dư âm đem những kia đập vỡ tan tiểu thạch khối toàn bộ chấn động thành bột màu trắng, dung trời bàn tay đánh nát thạch quyền sau khi, vẫn như cũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mang theo mênh mông cuồn cuộn địa chấn đẳng sức mạnh, đánh về cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên khẽ cắn ngọc nha. Quần trắng hoa tóc dài bị chấn thiên trưởng trưởng lực thổi đến mức múa tung, trên người nàng loại kia thần bí kim hà càng thêm trói mắt ở to lớn chấn thiên trưởng đập xuống thời khắc. Nàng quát một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trung dâng trào ra một trận kim sắc cuồng phong, dĩ nhiên là một con ánh vàng ngưng tụ phượng hoàng to lớn ánh vàng phượng hoàng dương cánh trăm trượng, nhào động cánh, phát sinh một tiếng vang tận mây xanh minh khiếu, bay về phía con kia đánh tới dung trời cự trường. Hàng ma kính 10 tầng, trầm tường cảm nhận được con kia phượng hoàng sức mạnh cực kỳ cường hãn, vận chuyển long lực triển khai hàng ma kính. Ba, ba 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 ba. Thập thanh liên tục nổ vang nổi lên ánh vàng tự phượng bị đánh cho tiêu tan, tại thời điểm này tiếng phượng hót cao vút vang vọng cửu thiên. Cuồng bạo tiếng sét đánh chấn động đại địa hai nguồn sức mạnh va chạm dường như hai cỗ cao vạn trượng sóng biển đụng vào nhau như bè cành khô va chạm thì sản sinh cái cỗ này bạo ngược sóng khí toàn bộ bay vút lên trời này khu phế tích dường như sóng biển mênh mông cuồn cuộn đảo qua bị san thành bình địa lam thương đã không ở nơi đó hắn hóa thành một cái màu xanh lam cự long phảng phất một đạo cao to vách núi hoành đương trụ mảnh hắn cư trú rừng rậm chết tiệt tiểu quỷ suýt chút nữa liền đem ta rừng rậm hủy diệt rồi mụ nội nó, nếu như nhân loại cũng giống như hai người này như thế, chúng ta những này phàm long còn hỗn cái gì? Đặc biệt tên tiểu quỷ, thân thể thật đáng sợ rồi. Làm thương trong lòng thầm nhù. Trầm tường thân thể xác thực rất mạnh, để cơ mỹ tiên đều cảm thấy khiếp sợ, nàng trước đó cũng đã đem trầm tường thân thể đoán chừng phải rất mạnh, nhưng cũng vẫn là vượt xa nàng phỏng chừng. Hai người lúc này đều đối thực lực của đối phương có một cái nhận thức mới. Tuy rằng trước đó bọn họ cũng từng đại chiến một trận, nhưng khi đó trầm tường còn không có đột phá, còn mượn dùng long tuyết di sức mạnh, cơ mỹ tiên cũng không có linh hồn thức tình. Đại địa làm việc cho ta. Cờ Mỹ Tiên chân sen dẫm một cái, những kia bột phấn hòa bé nhỏ hòn đá đột nhiên huyền phù trở nên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay màu vàng óng. Bốn phía trên mặt đất đều bay ra mắt trần có thể thấy kim sắc quang hà, ngưng tụ ở bàn tay kia mặt trên trầm tường quay về đang ngưng tụ bàn tay nổ ra một quyền, long lực hóa thành nắm đấm. Dường như vạn long giết gào tuôn trào đại giang, mang theo hùng vĩ thanh thế, sông thẳng mà đi. Cờ Mỹ tiên dùng nàng sức mạnh thần bí ngưng tụ bàn tay vừa vạn hoàn thành. Hơn nữa còn trong nháy mắt trở nên dường như núi cao vạn trượng ở nàng điều khiển dưới, lại như tiệt trùng tử giống như vậy, đem trầm tường long quyền cho chém xuống dưới tới. Đánh cho sức mạnh tán loạn, kết thúc đi. Cơ Mỹ Tiên lành lạnh âm thanh vô cùng tự tin, điều khiển như cự sơn trí bàn tay, đánh về phía trầm tường. Trầm tường biết cơ Mỹ Tiên sử dụng pháp môn là hòa địa sát chi thuật có quan hệ, nhưng này cũng không phải hoàn toàn địa sát chi thuật, hòa chân chính địa sát chi thuật có rất lớn khoảng cách. Nhìn bàn tay khổng lồ kia đánh qua tới, bốn phía tất cả đột nhiên trở nên kỳ chậm cực kỳ, nguyên bản tốc độ như điện cự trường. Lúc này cũng biến thành vô cùng chầm chậm chậm trầm tường trong đầu đột nhiên hiện ra một bức cao sơn lưu thủy cảnh tượng, hắn đột nhiên dơ lên cao hai tay. Đem trong cơ thể ngũ hành sức mạnh toàn bộ thả ra tới. Một bức hình bóng đột nhiên xuất hiện ở trên không, mấy tòa cao vạn trượng núi cao đứng vững, đại giang tuôn trào, mãnh liệt sung kích. Nguy nga đại khí thế thôn sơn hà, liền dường như thật sự. Trầm tường lúc này đã lĩnh ngộ được địa sát chi thuật then chốt chính là đại địa thế cái này cũng là khiến người ta cảm thán cùng đại địa cường đại một trong sức mạnh còn không có kết thúc trầm tường hét lớn không chung mấy tòa núi lớn đột nhiên đè xuống tới rơi xuống đất thì sản sinh luồng khí thế kia khiến người ta cảm thấy là chân thật như vậy cơ mỹ tiên hòa lam thương đều bị chấn động đến trầm tường này một chiêu liền phảng phất thống trị đại địa giống như vậy sáng tạo ra như thế mấy tòa khí thế cường đại núi cao tới công kích Mấy ngọn núi cao mặt trên khiêu đại giang cuồn cuộn dòng nước xiết thanh, là chân thật như vậy, loại kia sôi trào mãnh liệt khí thế, để người không thể hoài nghi đây chỉ là hư tưởng. Đây quả thật là không phải thật sự, có chỉ là thế. Đây chính là đại giang sơn hà dung động nhất sức mạnh, chỉ cần có thể mô phỏng ra này cỗ thế tới, như vậy đủ rồi. Trầm tường lòng sát phạt đang cuồng loạn, sát khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành này cỗ chấn động lòng người khí thế, hòa vào cao sơn lưu thủy bên trong mấy ngọn núi cao rơi rụng mà xuống, thế không thể đỡ, đất rung núi chuyển. ầm ầm mấy ngọn núi lớn đập xuống, mặt đất bị luồng khí thế kia ép tới lún xuống dưới, cơ Mỹ tiên ngưng tụ ra con kia cường đại kim trường nhất thời tán loạn, lần thứ hai hóa thành chia làm. Năng lượng bay lên trời cao, nổi bồng bềnh giữa không trung, kích được với không tầng mây bốc lên, vù vù vang vọng. Cờ Mỹ Tiên bị im một trong đó, để Lam Thương kinh ngạc chính là những kia hư tượng lại vẫn không có tiêu tan gắt gao ngăn chặn cơ mỹ tiên. Ngay khi trầm tường bắt đầu ấp ủ thiên long pháp ấn thời điểm, chỉ thấy một con kim sắc to lớn vuốt chim đột nhiên bắt được đi. Cao sơn lưu thủy đồ trong nháy mắt bị xé rách. Hét dài một tiếng liệt không, cơ mỹ tiên hóa thành một vệt kim quang, bắn bay mà lên, chỉ thấy nàng lúc này cả người kim vũ, sau lưng một versus 10 phân mỹ lệ cánh chim màu vàng. Dường như hoàng kim đúc giống như vậy, một con bay múa tóc dài chung, bí mật mang theo một ít sợi vàng. Nhìn lại có một phen đặc biệt dị dạng mị hoặc, nàng đôi chồng mắt kia đột nhiên nhấp nhoáng hai đạo kim quang bắn về phía trầm tường. Trầm tường vội vã né tránh mà hắn vừa nãy vị trí đã biến thành một cái sâu sắc hố nhỏ. Có thể thấy được nàng đôi mắt bắn ra kim quang là khủng bố bao nhiêu? Nữ nhân này, ta biết nàng là cái gì tới đầu chẳng trách lợi hại như vậy. Hơn nữa còn sống lại rồi, lòng tiết di đột nhiên kinh ngạc nói rằng, cái gì tới đầu? trầm tường lông mày dựng đứng bởi vì cơ mỹ tiên cặp kia kim sắc cánh đột nhiên run lên bắn mạnh ra vô số đến khủng bố kim quang như mưa rào bình thường từ không trung xạ tới trầm tường lập tức triển khai huyền vũ la thiên cháu bảo vệ mình đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng trong miệng nổi lên chấn động sóng âm hóa thành vô số điều thanh long nhằm phía những kia kim quang dùng dòng gầm cửu thiên loại sóng âm này công kích tới đối phó loại này quang hà vẫn có hiệu quả, những kia sức mạnh bị từng cơn rồng ngâm chấn tan. Nàng là hoàng điều tộc bất quá là nhân khác loại bởi vì nàng có nhân loại dòng máu. Lại như hoàng long tộc một thành viên có nhân huyết như thế. Long tuyết di nói rằng, cái gì hoàng điều tộc, trầm tường lúc này căn bản là không có cách tới gần cơ mỹ tiên, hơn nữa hắn thả ra tới công kích rất dễ dàng liền bị cơ mỹ tiên thả ra một con to lớn kim chảo cho chảo nứt ra tới. Lúc này cơ mỹ tiên thực lực so với tiền cường đại gấp mấy lần. Nàng loại kia sức mạnh thần bí trở nên càng thêm chất phác, đặc biệt đôi kia kim sắc cánh, mỗi nhào động một thoáng, bùng nổ ra tới vô số kim quang, phảng phất có thể xuyên qua tất cả. Đại địa đều bị loại kia quang hà đâm thành tổ ong giống như vậy, mỗi một nhân lỗ nhỏ đều rất sâu chính là hoàng vũ tộc do huyết mạch cường đại chim muông tạo thành một cái bộ tộc. Tỷ như phượng hoàng, kim sĩ đại bàng, chu tước loại này có lông chim cường đại chim muông. Chỉ cần dòng máu của bọn họ có thể để cho bọn họ sau này thực lực thiên giới đỉnh cao chính là hoàng điều tộc hòa chúng ta hoàng long tộc là đối thủ một mất một còn. Long tuyết di nói rằng. Này cơ Mỹ tiên dĩ nhiên hòa long tuyết di như thế, đều là đến từ thiên giới loại này thần bí hơn nữa lợi hại bộ tộc bất quá cơ Mỹ tiên nhưng là nửa người nửa chim, từ nàng hiện tại dáng dấp tới xem. Nàng ở nhân loại phương diện dòng máu càng thêm thuần khiết. Dòng máu của nàng bên trong hẳn là có bất tử điều hòa kim sĩ đại bàng dòng máu. Ta muốn cha mẹ của nàng trong đó có một cái là bất tử điều hòa kim sĩ đại bàng kết hợp sinh hạ hậu rể, sau đó gia hòa này sẽ cùng nhân loại kết hợp mới để cho nàng có loại này huyết mạch. Lòng tuyết di tiếp tục nói, dựa theo hoàng điều tộc điều quy củ, này nữ nhân không thể nắm giữ ở lại hoàng điều tộc tổ chim. Một khi trưởng thành đến mức nhất định thời điểm, sẽ bị trục xuất đi, hơn nữa, không thể nói cho người khác biết nàng tới lịch hòa thân phận. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết nàng là hoàng điều tộc. Cờ Mỹ Tiên trước đó ở thiên giới thần bí như vậy, e sợ chính là nguyên nhân này hiện tại tô mị giao hòa bạch u u đều hiểu tại sao cơ mỹ tiên mạnh mẽ như vậy, nguyên lai like là từ hoàng vũ tộc loại này thiên giới cổ lão thế lực đi. Nếu muốn đánh bại nàng, dễ sử dụng nhất dùng thiên long pháp ấn bên trong bách long thánh ấn, bằng không khó có thể đánh bại nàng, phải biết nàng nhưng là so với người tu vi cao hơn rất nhiều gia hòa. Nếu như hòa ngươi đồng dạng tu vi, nàng đã sớm thua, ở điểm ấy nàng chiếm rất lớn ưu thế. Tiếp tục nữa, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Long Tuyết Di nói rằng, Bách Long Thánh Ấn, vậy cũng là một đòn toàn lực sử dụng tới tới sau, hết thảy sức mạnh hòa pháp lực toàn bộ lấy sạch đến thời điểm một đứa bé đều có thể đem hắn giết chết. Hơn nữa triển khai thời điểm cũng cần thời gian tới chuẩn bị, Mỹ Tiên biết hắn hiểu được Thiên Long Pháp Ấn loại này khủng bố sát chiêu tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội triển khai. Gần người sử dụng ma công, có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Bạch U U nói rằng trầm tường sớm có ý đó bất quá hiện tại muốn tới gần cơ mỹ tiên vẫn còn có chút khó khăn huyền vũ thuật phân thân trầm tường trên người đột nhiên tuôn ra một ít hơi nước đột nhiên xuất hiện chín cái hòa hắn giống nhau như đúc hư tượng hơn nữa những này hư tượng đều đánh không tiêu tan hắn vận dụng thất thập nhị biến mặt trên một ít kỹ xảo để cho mình phân thân nhìn lại càng thêm chân thực hơn nữa còn mô phỏng hắn một ít khí tức cơ mỹ tiên linh giác siêu cường có thể phân biệt ra được những này phân thân cho nên nàng chỉ khóa chặt trầm tường tới công tích những kia phân thân ở trong mắt nàng bất quá là không khí nàng căn bản không có để ý tới trong đó hoàn hữu hai cái phân thân xuất hiện ở sau lưng nàng nàng tuy rằng cảm giác được nhưng cũng không phản đối khóa chặt mặt đất trầm tường nhào động kim trì không ngừng nghỉ địa thả ra loại kia khủng bố kim quang nàng tuyệt không thể thua bằng không sẽ luôn làm đầy tớ Di hình hoán ảnh, trầm tường triển khai Huyền Vũ Thần Công bên trong một chiêu, để cho mình hòa những kia phân thân đổi, chiêu này hắn rất ít dùng, bất quá hiện tại nhưng có rất nhiều tác dụng. Có thể làm cho hắn tới gần Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên đột nhiên phát hiện Trầm Tường bản tôn biến mất rồi, biến sắc mặt bởi vì Trầm Tường xuất hiện ở sau lưng nàng. Trầm Tường đôi mắt lóe lên, vô số như châm bình thường hồng quang bắn ra, trong chớp mắt xuyên thấu cơ mỹ tiên thân thể, những này hồng quang mỗi một đạo đều đánh gãy nàng kinh mạch, làm cho nàng không cách nào vận chuyển sức mạnh. Thấu tâm ma nhãn, cơ mỹ tiên thất thần hô, khắp khuôn mặt là kinh hãi, lúc này Trầm Tường con mắt lại bắn ra hai đạo mẫu to bằng đầu ngón tay ma quang, xuyên thấu trái tim của nàng. Vào thời khắc ấy, cơ Mỹ tiên xác nhận, trầm tường chiếm được tô mị giao hòa bạch u u truyền thừa, thấu tâm ma nhãn loại ma công này liền thiên ma giới mấy cái ma giới bá chủ đều không có. Nàng trước đó cũng ở bạch u u trong tay mấy lần thấu tâm ma nhãn thiệt thòi, biết rõ môn ma công này nham hiểm. Nếu như ở không biết tình huống dưới, khó lòng phòng bị. Nếu như nàng sớm biết trầm tường có, liền không sẽ bất cẩn như vậy rồi cơ mỹ tiên cả người kinh mạch đều bị thấu tâm ma nhãn thả ra tới vô số tia sáng xuyên thấu toàn bộ bị cắt đứt làm cho nàng không cách nào vận chuyển sức mạnh. Bất quá nàng nắm giữ bất tử điều huyết mạch lúc này chính nhanh chóng chữa trị chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt là tốt rồi hơn một nửa. trầm tường biết nàng có bất tử điều huyết mạch cho nên tiệt sẽ không cho nàng khôi phục qua tờ kia kỳ dị sức mạnh cơ mỹ tiên sắc mặt lại là biến đổi đây chính là hóa cốt ma trường cho dù máu của nàng mạch không tầm thường nhưng xương cốt vẫn như cũ sẽ bị hóa đi hóa cốt ma trưởng vô thanh vô tức đánh vào cơ mỹ tiên trên thân thể diện trưởng lực hùng hậu rót vào cơ mỹ tiên trong thân thể hóa đi nàng xương cốt cơ mỹ tiên sau lưng đôi kia vàng rực rỡ canh biến mất rồi kinh mạch đứt đoạn xương cốt hòa tan nàng như cùng một chiếc lá chậm rãi trụy rơi xuống mặt đất nàng đột nhiên cảm thấy lúc này chàng cảnh quen thuộc cực kỳ, nàng ở rất nhiều năm tiền hòa bạch u u lúc giao thủ. Liền đã từng ăn qua một lần như vậy thiệt thòi, bạch u u lúc đó cũng là như thế liên tiếp phóng thích quỷ dị mà lợi hại ma công. Nhưng hiện tại còn một song đây, trầm tường lại triển khai thấu tâm ma nhãn, quay về rơi dụng cơ Mỹ tiên bắn ra vô số đạo dường như như sợi tơi bé nhỏ hồng quang. Xuyên thấu nàng những kia những kia chậm rãi khôi phục kinh mạch sau đó song trưởng liền động hóa cốt ma trưởng liên miên không dứt trưởng ảnh dường như làn sóng một đợt tiếp một đợt đánh vào cơ mỹ tiên trên người hơn nữa còn ẩn chứa băng phách ma cương đóng băng cơ mỹ tiên linh hồn tả môn tiểu quỷ hóa thành một con rồng lớn lam thương ở một bên nhìn ra âm thầm tặc lưỡi loại ma công kia cũng làm cho hắn nhìn ra không hiểu ra sao mới vừa rồi còn rất lợi hại cơ Mỹ Tiên, làm sao lại đột nhiên bị đánh bắt dưới tới, hơn nữa trầm tường triển khai ma công rất là ôn nhu. Cũng không có như trước đó như vậy hủy thiên diệt địa. Trầm tường trước đó không có sử dụng ma công, cũng là lo lắng sẽ bị cơ Mỹ Tiên nhìn ra hắn hòa bạch u u tô mị giao hai nữ có quan hệ. Cho dù muốn sử dụng ma công, cũng đến ở cơ Mỹ Tiên tự tin nhất thời điểm, làm cho nàng không ứng phó kịp những này ma công đều là khiến người ta khó lòng phòng bị đối phó người bình thường. Vừa bắt đầu sử dụng hay là có thể ung dung thủ thắng, nhưng cơ mỹ tiên nhưng là một cái thiên giới một phương cường giả như đối phó nàng thực lực người như vậy. Tốt nhất chính là ở nàng nhất là cảnh giác thời điểm xuất kỳ bất ý. Này đều là bạch u u sử dụng những này ma công âm lòng của người ta, nàng mười lần như một. Cơ mỹ tiên trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến trầm tường dĩ nhiên có thể đem bạch u u những kia ma công học được như thế tinh, hơn nữa dùng tới hại người thời điểm cũng là hòa bạch u u giống nhau như đốt. Nàng từ tới không có nghĩ tới bạch u u sẽ đem những này ma công truyền đi, nàng liền từng nghe từng nói, một ít thiên ma giới lợi hại ma đầu táng ra bại sản đều đổi không đến nàng một môn ma công. Nhưng trầm tường tên tiểu quỷ này lại một lần từ thả ra ba loại nàng đã quyết định chú ý quyết không chịu thua dựa vào trong cơ thể nàng bất từ điều huyết mạch thân thể của nàng có thể nhanh chóng chữa trị quá tới nhiều lắm chính là chịu đựng nhiều hơn chút thống khổ chỉ cần một lúc sau là có thể đem trầm tường sức mạnh tiêu hao hết đến thời điểm thắng vẫn là nàng cờ mỹ tiên rơi trên mặt đất trong thân thể không có xương cốt hơn nữa kinh mạch toàn bộ bị cắt đứt trên người có rất nhiều châm bình thường đại lỗ nhỏ hơn nữa còn cảm thấy kỳ lạnh cực kỳ nàng nằm trên mặt đất nhìn trên bầu trời trầm tường, trong lòng lạnh cười lạnh, trong cơ thể nàng có thần điều huyết mạch nhân loại khó có thể giết chết nàng. Trong lòng nàng nguyên vốn có chút đắc ý, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì trầm tường cũng không có kế tục công kích nàng, mà là ở kết bắt tay ấn, trong miệng ghi nhớ thần chú. Là thiên long pháp ấn lúc trước trầm tường liền đối với nàng từng dùng tới làm cho nàng bị thiệt lớn nàng trước đó ở thiên giới lăn lộn lâu như vậy đều không có lĩnh giáo qua này hoàng long tộc chí cường tuyệt học nhưng ở phàm giới thời điểm lại bị một kẻ loài người đánh qua hai lần liên quan với thiên long pháp ấn sự tình nàng biết được cũng không nhiều chỉ biết là đó là hoàng long tộc rất mạnh bí pháp hơn nữa nhiều kiểu nhiều loại có người nói có 9981 loại pháp ấn, chỉ có hoàng bên trong long tộc số ít bộ phận thành viên tài dùng tư cách học tập. Huyết mạch không đủ thuần hoàng long tộc cũng không hiểu đến sử dụng. Cho nên nàng vẫn thật tò mò, trầm tường kẻ nhân loại này tại sao có thể học được loại này hoàng long tộc trí cao vô thượng bí pháp. Nàng hoài nghi là thái cực hàng long công bên trong ghi chép. Trầm tường kết xong giấu tay cả người chân khí hòa pháp lực bị lấy sạch cả người từ trời cao rơi dụng này lại để cho cơ mỹ tiên hòa lam thương cả kinh bọn họ đều nhìn ra được trầm tường ở vừa nãy dùng hết sức mạnh trầm tường thân sức mạnh hùng hậu bọn họ trước đó liền để cảm nhận được nhưng xuất hiện trong nháy mắt bị lấy sạch vừa nghĩ liền biết trầm tường dùng rất lợi hại tuyệt chiêu ẩm trầm tường cả người vô lực va đầu vào mặt đất bất quá thân thể của hắn rất cường đại chuyện này với hắn mà nói không có cái gì lúc này hắn đang từ từ khôi phục sức mạnh giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn hình trận pháp cái kia vòng tròn dĩ nhiên là do một cái kim sắc long làm thành trong trận pháp rất nhiều linh vân cũng đều là do từng cái từng cái các loại màu sắc tiểu long vẽ phác thảo mà thành lúc này cái này long văn trận pháp đang điên cuồng nuốt chừng linh khí bốn phía mặt đất rất nhiều đá vụn đều huyền phù trở nên toàn bộ hòa vào cái này long văn trong đại trận liền ngay cả phụ cận một ít đại sơn đều từng tòa từng tòa bị rút lên tới bay vào long văn đại trận nếu như không phải Lam Thương bảo vệ vùng rừng rậm kia, e sợ bên trong cây cối đều toàn bộ bị rút đi. Mấy tòa to to nhỏ nhỏ sơn, dĩ nhiên như thảo như thế bị nhổ tận gốc từ bốn phương tám hướng tiến vào to lớn Long Văn đại trận. Linh khí bốn phía càng là hóa thành từng cái từng cái màu trắng đại giang, toàn bộ tuôn ra mà tới. Linh khí dĩ nhiên nồng nặc hóa thành chất lỏng, toàn bộ tập hợp ở trong đại trận liền ngay cả trầm tường cái này triển khai người, đều bị cảnh này cho chấn động, hắn hiện tại có chút lo lắng cơ mỹ tiên, nếu như cơ mỹ tiên bị giết chết, hắn liền tổn thất một cái tiệt xác nữ nô. Sau đó hắn tới đến thiên giới, cơ mỹ tiên nhưng là có rất lớn tác dụng. Yên tâm, nàng có cái này thần y, không chết được. Long tiết di lạnh nhạt nói, xem thấy mình hoàng long tộc tiệt sát bí thuật như vậy chấn động. Trong lòng nàng tự hào, đáng ghét tiểu quỷ cờ mỹ tiên sẽ ở đó long văn bên dưới đại trận diện tận mắt thấy vô số ngọn núi lớn bị hút đi áp lực của nàng càng lúc càng miệng lớn nhanh lên một chút khôi phục quá tới cờ mỹ tiên trong lòng sốt ruột hô nếu như nàng thất bại chính là trầm tường nữ nô nàng cảm thấy đây là một cái so với tử còn khó hơn làm cho nàng tiếp thu sự tình cờ Mỹ Tiên miễn cưỡng có thể đứng lên tới, vừa muốn chạy trốn ra Long Văn Đại Trận bao trùm khu vực thì, một cái kim long cự long đột nhiên từ Long Văn trong Đại Trận xuất hiện, rít gào một tiếng. Liền một con đụng vào tới. Long Văn Đại Trận có thể chứa đựng cự sơn, có thể thấy được Long Văn Đại Trận rất lớn, mà Long Văn Đại Trận lớn bao nhiêu. Từ bên trong bốc lên tới kim long liền lớn bấy nhiêu hiện tại trầm tường biết bách long thánh ấn uy lực từng cái từng cái kim long lấy như lôi đình uy lực tốc độ nhanh như tia chớp từ long văn trong đại trận liên tiếp hạ xuống tới hơn nữa mỗi một điều kim long sức mạnh đều là phía trước cái kia gấp ba trồng chất đến mặt sau khó có thể tưởng tượng uy lực lớn bao nhiêu cờ mỹ tiên yêm một ở kim sắc cự long và dưới tới sau bùng nổ ra tới năng lượng bên trong sấm xét cùng hòa diễm đan sen vào nhau trở nên vô cùng cuồng bạo, loại sức mạnh này dĩ nhiên hòa trầm tường hỏa lôi long hồn rất giống. Từng cái từng cái kim long theo nhau mà tới từng tiếng rồng gầm chấn động vòm trời, kim quang lóe sáng bát phương, đồng thời đằng múa lấy đạo đạo tia chớp màu vàng óng. Dường như một tấm to lớn lưới điện bao phủ thiên địa. Làm thương này rồng thực sự không khỏi cảm khái trở nên, hắn mặc dù là từng bước một tiến hóa lên tới long. Nhưng nhưng cũng biết trầm tường triển khai loại bí pháp này là hoàng long tộc bách long thánh ấn bách long đánh giết mỗi con rồng sức mạnh đều là phía trước gấp ba đến thứ một trăm điều thời điểm nói không chắc có thể hủy thiên diệt địa bất quá trầm tường thực lực vẫn chưa thể đến bách long mức độ cũng chỉ là thập con rồng mà thôi nhưng cũng để trên mặt đất diện nhiều thêm một cái sâu không thấy đáy thiên khanh ta thắng sao trầm tường đứng ở đó rộng chừng mấy trăm trượng bên cạnh cái hố lớn nhìn sâu không thấy đáy hố để thì thảo nói nói Người phụ nữ kia sẽ không biến thành cho bụi chứ?" Trầm Tường đột nhiên vô cùng lo lắng, này cơ mỹ tiên ở trong mắt hắn nhưng là rất có giá trị. Vượt xa khỏi chút gì tiên dược, hắn lấy ra ngày đó huyết khế, để hắn cảm thấy an tâm chính là cơ mỹ tiên chủ tớ khế ước đã cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Hắn lúc này có thể cảm giác được cơ mỹ tiên yếu ớt sức sống đang dần dần trở nên mạnh mẽ trong hố sâu một luồng yếu ớt kim quang đột nhiên xuất hiện nhìn kỹ dĩ nhiên là cơ mỹ tiên chậm rãi trôi nổi lên tới thân thể bên ngoài xuất hiện hộ thể thần y lúc này nàng đã hôn mê đi ha ha u u tỉ sau đó nữ nhân này có thể giúp các ngươi rửa chân rồi trầm tường không thể nín được cười trở nên sau đó ăn mấy hạt đan dược khôi phục chính mình chân khí đồng thời để cho mình uể oải thần hồn cường tráng trở nên Tô Mỹ Giao hòa bạch u u gánh nặng trong lòng liền được giải khai, này cơ Mỹ tiên chỉ phải sống, liền để trong lòng nàng bất an. Các nàng trước đó ở tiên giới kẻ thù không ít nhưng cũng chỉ có này cơ Mỹ tiên có thể dễ dàng tìm tới các nàng, làm cho các nàng quanh năm nằm ở bị đuổi giết trong hiểm cảnh. Hiện, nữ nhân này đã trở thành trầm tường nữ nô, đã đối với các nàng không tạo thành được uy hiếp bằng trầm tường an tường môn quan hệ cơ Mỹ tiên còn phải nghe lệnh của các nàng này so với giết cơ Mỹ tiên còn làm cho các nàng hạ giận. Nguyên bản cao cao tại thượng Ngọc Y tiên cơ, sau đó phải hầu hạ hai người bọn họ, vừa nghĩ tới này cảnh tượng, hai nữ trên mặt đều lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tiểu quỷ, ngươi xem, tá nhân địa phương đánh nhau dĩ nhiên biến thành như vậy, ngươi lần này hại chết ta rồi. Làm thương chạy quá tới, quay về trầm tường hô, trên mặt mặt mày ủ rũ, thật giống ở lo lắng cái gì. Hại chết ngươi. Nơi này vốn chính là một cái phế tích có gì ghê gớm đâu. Trầm tường đem hôn mê cơ mỹ tiên thả trên mặt đất sau đó đút nàng một hạt hoàn mệnh đan. Làm cho nàng khôi phục đến càng mau một chút. Mẹ kiếp ta cũng biết cái chỗ chết tiệt này không có đại không được ta cũng đã sớm muốn diệt hết thế nhưng ta đã đáp ứng người khác. Phải giúp hắn trông giữ nơi này, không muốn nơi này bị hủy diệt bởi vì nơi này là hắn sinh ra địa phương. Làm thương chừng trầm tường một chút cầm lấy đầu ở hố sâu bên cạnh đi tới đi đến. Điền lên là được ngươi là một con rồng, chút chuyện này không làm khó được của ngươi." Trầm Tường cười nói, hiện tại hắn còn không biết sự nghiêm trọng của sự việc. "Ngươi nói người kia là không phải Vũ Thương Hoành, ta biết hắn, nếu như hắn trách tội dưới tới, ngươi nói là ta làm là được." Nơi này là Thái Cổ Thánh địa, là nhân vương tộc nơi khởi nguồn, vì lẽ đó Trầm Tường là cho là như thế. Thối lắm, vũ thương hoành thằng nhóc này cũng có thể sai khiến ta. Ra ra hắn ra 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 thấy ta đều đến cho ta dập đầu. Làm thương đem trầm tường dọa phát sợ. Vũ thương hoành thực lực có thể không kém nha, mười vạn năm trước liền đi tới thiên giới, thực lực bây giờ có thể tưởng tượng được hơn nữa cũng là giống như hắn tu luyện thần đảo. Ở thiên giới khẳng định cũng có nhất định địa vị. Ngoặc kép chấm, vậy là ai có thể sai khiến đại ca ngài? Trầm tường cũng định tránh đi, này thái cổ thánh địa vốn liền có thật nhiều bí ẩn, cũng chỉ có nơi này là an toàn. Hơn nữa nơi này liền dường như một cái đại thế giới, ở nơi sâu xa còn có rất khủng bố địa phương. Vũ thương hoành hắn lão tổ tông, làm thương mặt âm trầm, cặp mắt kia lam quang lấp lóe âm sâm sâm nhìn trầm tường trầm tường rất nhanh sẽ liên tưởng đến một ít chuyện dựa theo lam thương nói như vậy người nào vương tộc phòng chừng chính là một cái cổ lão thế lực hòa thông thiên thế gia những kia như thế trước đó hắn còn kỳ quái tại sao phàm vũ giới chung không có cổ lão thế lực đây nguyên lai là có chính là vương giả đại lục nhân vương tộc hiện tại hắn rõ ràng những kêu huyết mạch võ giả tại sao mạnh mẽ như vậy thỉnh đại ca thay ta hướng về hắn nói xin lỗi trầm tường miễn cưỡng cười nói Vậy ta làm sao bây giờ, Lam Thương một tức, giận nói rằng, lão nhân gia người còn sống, thực lực khẳng định mạnh phi thường, đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong mắt, hắn nhất định sẽ không truy cứu của ngươi. Trầm Tường nói rằng, chó má, loại kia lão gia hỏa thích nhất chính là tính toán chi ly, nếu không ta sợ cái gì, Lam Thương cảm thấy đau cả đầu, sớm biết hắn liền không mượn địa phương cho Trầm Tường đánh. Hoặc là là đem hắn chạy tới chỗ khác trầm tường con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay, cười hì hì nói, đại ca từ của ngươi long lực tới xem. Người nên là tu luyện lực lượng sấm xét đi, sự là lợi hại nha, lôi điện trúc tính long nhưng là có rất ít. Đừng tìm ta thấy sang bắt quảng làm họ, chiêu này không dùng được. Người đến phụ trách cái này khanh, ngươi đến điền lên. Không, không phải ngươi, là ngươi cùng người kia loại cô nàng. Làm thương nguyết trầm tường một chút ôm ngực nói rằng trầm tường cũng không nghĩ đến bách long thánh ấn dĩ nhiên có thể làm ra lớn như vậy một cái hố tới muốn điền lên khẳng định cần thời gian rất lâu hơn nữa còn phải đến chỗ xa hơn vận chuyển một ít đại sơn tới điền đôi kia cho hắn hòa cơ mỹ tiên mà nói vô cùng nguy hiểm hắn lấy ra một cái lôi hồn quả loại này trái cây bên trong có lôi hồn là lần trước hắn dùng một hạt hỏa long huyết liên tử đổi tới, có thể nói là dùng một hạt hạt cát thay đổi một tòa kim sơn, hơn nữa hắn dùng sáng tạo thần dịch phục chế ra mấy cái để cho đồ dự bị. Lôi hồn quả nhìn lại như là một cái trong suốt hạt châu, bên trong lập lòe một thốc lượn lờ tia điện hỏa diễm, tia điện gây xích mích thời điểm. Có thể rõ ràng địa cảm giác được bên trong kinh khủng kia lực lượng sấm sét. Này lôi hồn quả rất nhanh sẽ hấp dẫn lấy Lam Thương, nhìn ra hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt muốn một cái nuốt lấy này lôi hồn quả đây là lôi hồn ngươi nơi nào tới làm thương trong lòng rất là khó chịu thứ đồ tốt này vì sao lại xuất hiện ở trầm tường loại nhân loại này tiểu quỷ nhập vào người chuyện này quả thật chính là phung phí của trời nha ta kiếm tới ta cho ngươi một cơ hội hòa ta trao đổi này lôi hồn quả bất quá ngươi đến có thứ tốt mới được trầm tường cười nói hắn biết làm thương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như thế Lôi hồn đối với hắn rất trọng yếu, hắn vốn chính là từ xa tiến hóa tới, hắn muốn sẽ có một ngày có thể áp đảo hoàng long tộc vì lẽ đó hắn đối sức mạnh vô cùng khát vọng. Người đến điền này cái hố to ta mới bằng lòng trao đổi. Trầm tường cười đến càng thêm giả dối, lôi hồn quả hắn không thiếu nếu như có thể đổi đến một điểm thứ tốt vậy còn thị phi thường có giá trị cơ mỹ tiên đã tỉnh lại nàng lẳng lặng nằm trên mặt đất dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh nàng lúc này có thể cảm giác được chủ tớ khê ước sức mạnh chỉ cần trầm tường đồng ý có thể bất cứ lúc nào hành hạ đến nàng chết đi sống lại nàng đang cố gắng để cho mình tiếp thu cái này thực tế tàn khốc ở thiên giới thời điểm nàng tuy rằng bị trục xuất khỏi hoàng vũ tộc thế nhưng sau đó nàng thông qua thực lực của mình xông ra một mảnh thành tựu tới bị đừng người coi là ngọc y tiên cơ rất nhiều bá chủ thiên giới cũng phải nịnh bợ nàng không qua đi tới bị người trọng thương suýt chút nữa chết đi không thể không niết bàn sống lại đi tới phàm giới ở đây nàng trở thành bạch hải thánh cảnh thiên nữ cũng đặt được rất nhiều người tôn kính nhưng không nghĩ tới kết cục thảm hại hơn dĩ nhiên trở thành người khác nữ nô nàng hiện tại rất muốn tự sát lần thứ hai niết bàn sống lại bất quá trầm tường lớ khế ước sức mạnh rất lớn chỉ cần nàng muốn chết trầm tường sẽ cảm ứng được cho dù ở 10 vạn tám ngàn dặm ở ngoài cũng có thể ngăn cản nàng. Làm thương nhìn trầm tường trong tay lôi hồn quả, hận không thể dùng dã man phương thức đoạt lấy tới, bất quá hắn nhưng là một cái hảo long. Tuy rằng trầm tường ở trong mắt hắn là nhân hắc tâm tiểu hỗn đản, bất quá hắn đối trầm tường vẫn tương đối có hảo cảm, hắn cũng không hạ thủ được. Thành thật mà nói, thực lực của ta bị một cái lão gia hòa niêm phong lại, nếu như ta dung hợp này lôi hồn, nhất định có thể giải phong, ta xác thực rất cần. Lam Thương nói rằng hắn sống rất lâu, thực lực khẳng định không yếu, chỉ là bất đắc dĩ bị phong ấn, tài dẫn đến thực lực của hắn tương đương với nhân loại niết cảnh đỉnh cao thực lực. Nếu như ta giải che, muốn điền khanh liền dễ dàng hơn nhiều. Lam Thương lại nói, trầm tường cười cợt như vậy tốt nhất. Đại ca ngươi muốn hảo dùng đồ vật gì hòa ta trao đổi hay chưa? Đại ca đều gọi đại ca, còn muốn dùng đồ vật trao đổi? lam thương trong lòng âm thầm khinh bỉ trầm tường tuy rằng hắn cả ngày ở lại đây nhưng tiếp xúc qua nhân loại cũng không ít biết rõ này lôi hồn giá trị hắn vẫn muốn tìm kiếm thứ này dưới cái nhìn của hắn nếu như có người chịu lấy ra trao đổi người kia tuyệt đối là thằng ngu nhưng hiện tại trầm tường chịu hòa hắn trao đổi hoàn toàn là bởi vì quan hệ với hắn không sai bằng không ai sẽ dại ruột nắm lôi hồn quả trao đổi những vật khác lam thương là nghĩ như vậy làm thường đi tới đi lui, hiển nhiên là muốn muốn nắm đồ vật gì hòa trầm tường trao đổi. Trầm tường cười nói, là không phải củ kết dùng đồ vật gì hòa ta trao đổi. Làm đại ca, xem ra ngươi đĩnh giàu có à nếu không ngươi đem thứ tốt lấy ra cho ta chọn vài món, như vậy liền không cần dây dưa. Ta tài mặc kệ loại kia chuyện ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết tài không lộ ra ngoài sao? Bị ngươi này hắc tâm tiểu hỗn đản ghi nhớ lên, ta sẽ không ngủ ngon giấc lam thương liền vội vàng lắc đầu cờ mỹ tiên chậm rãi đứng lên tới cái này kim sắc thần y bị nàng thu vào trong cơ thể lúc này sắc mặt nàng có chút tiều tụy cái cỗ này ngạo khí cũng như không ít nàng bây giờ ngã cũng cũng có một loại khác phong tình để trầm tường nhìn ra gật đầu liên tục hắn lại thêm một người tiệt sắc nữ nô bất quá cái này nữ nô là hắn dùng sức mạnh chinh phục cho ra cười một cái trầm tường cười hô cờ mỹ tiên quay đầu đi thấp hừ một tiếng cũng không hề nghe theo trầm tường biết nữ đầy tớ này đến hảo hảo dạy dỗ mới có thể nghe lời. Chuyện như vậy hắn sẽ giao cho tô mị giao hòa bạch u u các nàng đi làm. Cờ Mỹ Tiên cũng bị trầm tường trong tay lôi hồn quả hấp dẫn lấy, nàng phát hiện trầm tường ủng có thứ. Tuyệt đối là tô mị giao hòa bạch u u đều cho không được, nàng rất kỳ quái trầm tường là làm sao làm tới nhiều như vậy tư tốt. Trầm tường vút nàng trương Mỹ lệ thành thục. Nhưng mang theo một tia lạnh lẽo mặt ngọc cười nói, chỉ cần ngươi ngoan một ít theo ta hỗn, ta nổi tiếng ngươi uống cay. Bảo đảm so với ngươi ở Bạch Hải Thánh cảnh sống đến mức được. Hắn nói nhưng là lời nói thật, như hắn loại đan dược này nhà giàu ăn cao dai đan lại như ăn đường đậu như thế. Long tiết di này tiểu Bạch Long liền bị hắn nuôi thành một cái đại hung khí. Ta đem ta tương đối quý giá mấy món đồ lấy ra cho ngươi lựa chọn, ngươi chỉ có thể chọn trong đó như thế. Lam Thương nặng nề nói rằng không thể tuyển nhiều. Lam Thương nói xong. Mượn ra tư món đồ có một hạt châu chính liều lĩnh hừng hực hùng hồn sinh mệnh khí vừa nhìn liền biết là một con lợi hại yêu thú thú đan. So với trước hắn đặt được hạt long châu còn lợi hại hơn. Kiện thứ hai là một cái sừng, cây này rác dài đến 10 thước xem ra rất kiên cố, hẳn là cũng là thú loại trên người gì đó. Đây là thánh giác long giác cờ mỹ tiên kinh hô lên u dao trong nhẫn ba cái nữ tử cũng đồng thời nhận ra đồ chơi này không sai cây này rác có thể trở nên rất lớn có thể có một ngọn núi lớn như vậy nhưng là thứ tốt lam thương nói rằng trầm tường càng phát giác này lam thương lai lịch không nhỏ không bị phong ấn thực lực khẳng định rất mạnh thú đan hòa này long rác khẳng định là chính hắn làm ra đệ tam dạng là một đồ dưa hấu to nhỏ hạt châu, bên trong có một thốc nhảy lên hỏa diễm, thấy đồ chơi này, cơ mỹ tiên cao mày nói rằng, là tiên linh, một loại tinh thần rất cường đại linh thể. Thu phục là có thể điều khiển này linh thể, có thể lên trời xuống đất thâm nhập biển rộng vì chính mình tra xét một vài thứ. Người nhân loại này cô nàng, biết đến đồ vật còn không thiếu nha. Các ngươi trước đó đánh đến muốn chết muốn sống, hiện tại như thế nào cùng được rồi lẽ nào các ngươi là hai phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa lam thương đột nhiên hiếu kỳ lên nàng thua muốn làm ta nữ nô trầm tường cười nói điều này làm cho cơ mỹ tiên phất lên ngọc trường muốn một cái tát quất tới nhưng nghĩ tới mình đã là trầm tường nữ nô vì để tránh cho chịu đựng linh hồn lên dằn vặt nàng không thể làm gì khác hơn là lấy tay buông ra lam thương ám muội nở nụ cười đối trầm tường giơ ngón tay cái lên Cuối cùng một món đồ là một cái phương hình đại ngọc hộp, trầm tường mở ra xem, nhất thời huyết quang bùng lên. Nồng nặc tinh lực từ trong cái hộp kia tung bay đi ra, chỉ thấy bên trong có một cái màu máu tiểu long, có hơn một nửa chôn ở màu máu đất đỏ phía dưới. Đây là Huyết Long Tham, thánh cấp long dược, Cờ Mỹ Tiên cả kinh hoa dung thất sắc thánh cấp long dược. Cho dù ở thiên giới thượng diện cũng có thể làm cho rất nhiều bá chủ táng ra bại sản tới trao đổi hơn nữa còn là hy hữu nhất huyết long tham không đợi tô mị dao lên tiếng trầm tường liền đem lôi hồn quả vớt cho lam thương vật này ta muốn trầm tường là luyện đan sư này huyết long tham chỉ cần đến trong tay hắn hắn liền có thể phục chế ra có thể đem trong đó giá trị vô hạn phóng to thực sự là ra ngoài dự liệu của ta ngươi lại muốn này phá dễ cái ta còn tưởng rằng ngươi khả năng muốn tiên linh hoặc là là thánh giác long giác đây Lam Thương bắt được lôi hồn quả trong lòng cũng rất là vui vẻ. Nói thật sự ta muốn toàn bộ muốn. Trầm tường lúc này cũng rất vui vẻ, bởi vì vừa nãy Tô Mị Giao nói cho hắn, này huyết long tham là luyện chế các nàng khôi phục thực lực vị thuốc chính tài. So với ngọc long hoa quý giá hơn nhiều, làm thương vội vàng đem đồ vật thu cẩn thận tới, lần này trao đổi hắn cảm giác mình kiếm bộn rồi, huyết long tham đối với hắn một điểm tác dụng đều vô dụng thế nhưng đối với nhân loại nhưng có rất lớn tác dụng, huyết long tham hấp thu huyết long phun ra máu rồng tinh hoa mới có thể sinh ra tới. Đến cuối cùng có thể chính mình hấp thu thiên địa linh khí tới sản sinh cường đại nhất máu rồng. Lẽ nào ra hỏa này tiến hóa thành huyết long? Nhưng không giống như là huyết long nha. Long tuyết di thì thảo nói đạo nàng thấy huyết long tham sau khi cũng có chút khó có thể tin. Bởi vì thứ này ở Hoàng Long tộc đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Ngọc Long Hoa tuy rằng hy hữu, nhưng giá trị nhưng không bằng này huyết long tham. Một mặt là Ngọc Long chi tiêu tới luyện đan tỷ lệ thành công không cao, trực tiếp dùng, tác dụng không có huyết long tham lớn như vậy. Cường giả trực tiếp ăn huyết long tham. Thần thể sẽ trở nên mạnh phi thường, hơn nữa còn sẽ sinh sôi ra cường đại dòng máu, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nếu như có rất thương thế nghiêm trọng. Ăn sau khi cũng có thể có trợ giúp huyết long nhưng là thân thể rất cường đại long loại này long nhất trí đều là thông qua tiến hóa mới có thể xuất hiện bình thường chỉ có hoàng long tộc long tài có thể tiến hóa thành huyết long nhưng này cũng là vạn năm khó gặp một lần này lam long là xà biến thành muốn tiến hóa thành huyết long cũng không dễ dàng long tiết di vô cùng nghi hoặc trầm tường thấy lam thương mặt tươi cười liền hỏi lam đại ca cái kia để ngươi ở nơi này trông coi người đi tới nơi nào làm thường chỉ chỉ một phương hướng, nói rằng, bên kia, nơi này rất không bình thường, cho dù ta loại bỏ phong ấn khôi phục thực lực. Cũng không dám tùy tiện sông loạn bên trong, nơi này được gọi là Thái Cổ Thánh Địa, tới đầu cũng không nhỏ. Nhiều năm qua, liền có thật nhiều thực lực mạnh mẽ lão bất tử đi vào bên trong, trong đó hoàn hữu một cái ghê tởm nhất lão già chết tiệt, dĩ nhiên phong ấn thực lực của ta. Ta sau đó nhất định phải tìm tới hắn, mạnh mẽ phiến hắn mấy lòng bàn tay mới được ta muốn tới dung hợp này lôi hồn, đi thong thả không tiễn. Lần sau tiến vào tới có thể đừng ở chỗ này đánh lung tung giá. Làm thương căn dặn một tiếng, hóa thành một vệt sáng xanh, tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Trầm tường lấy ra la thiên môn hòa không gian nguyên châu, mở ra không gian chi môn. Mang theo cơ mỹ tiên cái này vừa tới tay tiệt sắc nữ nô rời đi. Bọn họ đi tới huyết lôi sơn trong biển vùng rừng rậm kia, nơi này cây cối đều vô cùng lớn lao. Lần trước nơi này xuất hiện một con không gian ma thú, chuyên môn dụ dỗ một ít cường giả làm đồ ăn, không qua đi tới bị giết rơi mất. Trầm Tường cũng là khi đó chiếm được không gian Nguyên Châu. Hắn khi tìm thấy một gốc cây đại thụ, sau đó đem đầu ngón tay đâm vào trên cây khô diện một cái bên trong cái hang nhỏ. Chỉ thấy một cánh cửa mở ra. Này lại là nơi nào? Cơ Mỹ Tiên không khỏi dò hỏi. Lý Thiên Tuấn lưu lại tới vườn thuốc nơi đó tương đối an toàn, thương thế của ngươi còn không có hảo đây. Ta đến giúp ngươi chữa thương. Trầm tường lần trước tới thời điểm là hòa hoa hương nguyệt tới, khi đó còn gặp phải Lý Thiên Tuấn đồ đệ. Lý Bảo Tuấn, ngươi đúng là Lý Thiên Tuấn truyền nhân. Ở Mỹ Tiên trước đó còn hoài nghi, nhưng hiện tại trầm tường dĩ nhiên biết Lý Thiên Tuấn lưu lại tới vườn thuốc. Trầm tường cười nói, không chọn vẹn là... Hắn mang theo Cơ Mỹ Tiên đi ở xoay quanh mà xuống lầu thê lên, đi tới nơi sâu xa, sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa đá, đi vào một mảnh linh khí nồng nặc dược trong vườn. Bên trong rất nhiều dược liệu đều bị trầm tường lấy đi, chỉ có một ít phụ trợ dược liệu vẫn còn ở nơi này. Thấy này thâm lòng đất diện động thiên, Cơ Mỹ Tiên cũng không khỏi đến kinh thán lý thiên tấn thủ pháp. Ta cho ngươi biết, ta mặc dù là của ngươi nữ Nữ nô, no, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý xâm phạm ta, nếu như ngươi đối với ta khởi sắc tâm, ta dù như thế nào đều sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cờ Mỹ tiên âm thanh lạnh giá. Nàng lo lắng nhất chính là chuyện này, trước đó nàng đã bị trầm tường xâm phạm quá một lần, tuy rằng chỉ là đem thân thể của nàng mò một cái, nhưng cũng làm cho nàng ôm hận đến hiện tại. Hoàn hiểu, ngươi sau đó có thực lực nhất định phải giúp ta đem cái yếm tìm về tới. Cơ Mỹ Tiên lại nói, trầm tường hiện tại tài phát hiện cái yếm đối cơ Mỹ Tiên dĩ nhiên quý giá như thế. Nhìn lại nàng cũng không chỉ là vì để cho cái này thần y hoàn chỉnh mà thôi. Đó là ta nương để cho đồ vật của ta. Cơ Mỹ Tiên nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí có chút bi thương. Trầm tường đem cái yếm cầm ra tới, trực tiếp thả tới, cầm đi. Cơ Mỹ Tiên tiếp nhận tới sau khi, ngây ngẩn cả người, này dĩ nhiên vẫn ở trầm tường trong tay. Nhưng nàng tại sao không cảm ứng được đây? Hoàn hiểu, nàng lại bị trầm tường sái lâu như vậy, này tức giận đến nàng nộ dẫm chân sen. Người không phải nói bỏ vào man loạn huyền địa bên trong sao? Cờ Mỹ tiên tỉ mì kiểm tra tuyết bạch sắc cái yếm, cũng không có bất kỳ tổn hại, nghĩ đến lúc trước trầm tường nói là mất đi thời điểm. Nói tới hòa thật sự như thế, trong lòng nàng thì có khí. Lửa ngươi! trầm tường cười nói bất quá ta đúng là tới đến man loạn huyền địa là nơi sâu xa thấy vô số sư sơn cuối cùng xúc động một cái trận pháp liền bị truyền tống đi cờ mỹ tiên lồng ngực bắt nạt hít sâu đã lâu tài để cho mình nguôi giận nếu như trầm tường không phải chủ nhân của nàng nàng đã sớm hòa trầm tường liều mạng dĩ nhiên làm cho nàng lo lắng lâu như vậy này cái yếm đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng tìm không trở về, ta có bao nhiêu thứ ở ban đêm đã khóc ngươi tên tiểu hỗn đản này. Cờ Mỹ Tiên nói nói, dĩ nhiên rơi lệ, trầm tường sờ sờ mũi, sau đó dùng tay sắt nước mắt của nàng, đừng khóc hiện tại không phải tìm về đến rồi sao. Vậy thì thế nào, còn không là trở thành nữ đầy tớ của ngươi cơ mỹ tiên lúc này cảm thấy phi thường bất lực trong lòng cái cỗ này tràn ngập oan ức hòa bi thương tâm tình sông lên đầu làm cho nàng không khống chế được thương tâm khóc lớn trở nên trầm tường đem hình ảnh thủy tinh lấy ra tới trả lại cho cơ mỹ tiên nàng sau khi nhìn thấy khóc đến càng thêm thương tâm cái này cũng là nàng cả ngày muốn đoạt lại tới đồ vật hiện tại tuy rằng chiếm được nhưng kết cục thảm hại hơn đang lúc này tô mị giao hòa bạch u u đi hai người ăn mặc đồng dạng quần tím Tô mị giao quyến rũ động lòng người, mang theo bức người quý khí, bạch u u lãnh diễm mà thanh lệ khí chất cự nhân từ ngoài ngàn dặm nhưng xem trầm tường thì. Đôi tròng mắt kia nhưng mang theo một vẻ ôn nhu, làm cho nàng cặp kia con người xinh đẹp dường như trong núi băng hai viên tỏa ra ấm áp minh châu. Cờ Mỹ tiên đình chỉ gào khóc. Bởi vì nàng cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc, nàng xoay người nhìn lại, liền thấy ngày xưa hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi! Cơ Mỹ Tiên vội vàng lau khô nước mắt, nàng không muốn để cho Cơ Mỹ Tiên hòa bạch u u thấy nàng nhu nhược một mặt. Ngọc Y Tiên Cơ, đã lâu không gặp nha. Nhớ năm đó ngươi nhiều lần truy sát chúng ta, không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ rơi xuống lần này đất ruộng báo ứng nha. Bạch u u lệ dung lành lạnh, âm thanh lạnh lẽo. Từng chữ đều mang cực kỳ sát khí, hận cực kỳ cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên hơi hít một hơi, khôi phục ngày xưa trí bình tĩnh, các ngươi bị trọng thương loại này thương e sợ không phải phổ thông tiên đan có thể trị hết đi. Vào đúng lúc này, cơ mỹ tiên nghĩ đến rất nhiều, nàng đã đoán được. Tô mị giao hòa bạch u u đem khôi phục thực lực hy vọng kỳ nâng ở trầm tường trên người, tuy rằng trầm tường muốn đến cái mức kia còn cách một đoạn, nhưng này cũng chỉ là thời gian hỏi đề. Trầm tường hiện tại thể hiện ra tới tiềm lực xác thực có thể làm được. Tiểu bại hoại thu phục nữ nhân này rất không dễ dàng đâu. Khổ cực ngươi rồi. Tô Mị Giao cười duyên đi tới trầm tường bên người, nắm bắt trầm tường gương mặt tuấn tú, vô cùng ám muội địa ôm, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy kiều mị cười ngọt ngào. Như là nhiệt luyến trung thiếu nữ như vậy. Điều này làm cho cơ Mỹ tiên xem ở lại, sững sờ, nàng không nghĩ đến Tô Mị Giao hòa trầm tường quan hệ. Dĩ nhiên đến mức độ này cơ Mỹ tiên tỉ mỉ nhìn Bạch U U, Bạch U U đã không phải nàng quen thuộc cái kia, đặc biệt xem trầm tường thời điểm đầy mắt nhu tình này không để cho nàng tùy vào hoài nghi trầm tường là không phải nắm giữ cái gì lợi hại câu hồn thuật dĩ nhiên đem hai nữ nhân này cải biến nhiều như vậy. Đặc biệt bạch u u, đã không có cái cỗ này vô tình mùi vị, nhìn ra được nàng đã không tu luyện nữa vô tình ma công. Người từ bỏ vô tình ma công, cũng thật là để ta bất ngờ nha. Cờ Mỹ Tiên lúc này đối tô mị Giao hòa bạch u u dĩ nhiên không có cái gì địch ý, dáng dấp kia lại như là hòa lão tục người nói chuyện như thế nhưng tô mị giao hòa bạch u u nhưng không như vậy tô mị giao ti rằng hòa trầm tường dính vào nhau nhưng xem cơ mỹ tiên ánh mắt nhưng tràn đầy cưu hận người trước tiên chữa thương đi trầm tường vứt cho cơ mỹ tiên một hạt hoàn mệnh đan cơ mỹ tiên một tay tiếp nhận sau đó tiêu hóa dược lực hiện tại nàng biết trầm tường thuật luyện đan là ai truyền thụ nàng có thể đoán được trầm tường trên người có một cái pháp bảo lợi hại có thể làm cho tô mị giao hòa bạch u u ở bên trong, từ vừa mới bắt đầu, nàng ngọc y tiên cơ thân phận liền bị trầm tường biết rồi. Nàng xuất hiện ở trong lòng rất là khó chịu, bởi vì nàng cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu liền bị trầm tường liên hợp hai nữ nhân này tính kế. Người vẫn tìm tìm sư phó của chúng ta là vì cái gì? Bạch u u lạnh giọng hỏi, cơ mỹ tiên truy giết các nàng nguyên nhân, chính là vì bức ra vô tình lão ma. Ta nói ra các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, giữa chúng ta có hiểu lầm, bất quá hiện tại ta đã là tiểu quỷ này nữ nô. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó đã không có cừu hận gì. Cờ Mỹ Tiên nhắm mắt lại luyện hóa đan dược lạnh nhạt nói. Người nói, Tô Mỹ Giao rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Càng muốn biết giữa các nàng tồn tại hiểu lầm. Vô tình lão ma là ta cậu, không qua đi tới hắn bởi vì tu luyện vô tình ma công trở nên thích giết chóc thành tính, lục thân không nhận còn cướp đi ta một cái quý giá trí bảo. Sau đó ta nghe nói hắn chết nhưng ta không tin hắn nắm giữ loại thực lực đó là không chết được. Cờ Mỹ Tiên quả thật làm cho tô Mỹ Giao hòa bạch u u khó có thể tin tưởng được. Các nàng là vô tình lão ma đồ đệ dĩ nhiên không biết vô tình lão ma có một cái ngoại sinh nữ. Hắn đã từng chiếu cố quá ta một quãng thời gian ta hòa tình cảm của hắn vô cùng tốt chỉ là không nghĩ tới vô tình ma công dĩ nhiên sẽ làm hắn biến thành một cái ma đầu. Cơ Mỹ Tiên thở dài nói. Từ nàng loại kia bi thương biểu hiện đến xem, không giống như là nói láo. Ta ở thiên giới chi giết các ngươi lâu như vậy, nhưng chưa từng có đắc thủ quá. Các ngươi thật sự cho rằng là ta không địch lại các ngươi sao? Cơ Mỹ Tiên địa cười lạnh hỏi. Này, ngươi thái độ khá một chút, ngươi hiện tại nhưng là ta nữ nô. Trầm tường quát quát một tiếng. Hoàn hữu ngươi sau đó còn phải cho các nàng rửa chân đây. Cờ Mỹ Tiên thân thể mềm mại run lên, bị tức đến cả người run, nàng lại muốn giúp hai nữ nhân này rửa chân. Không sai, người truy sát chúng ta nhiều năm, có đến vài lần ngươi xác thực có thể đắc thủ. Bạch U U hồi tưởng năm đó phát sinh từng hình ảnh. Như nói thật nói, ta ở thiên giới vẫn có chút danh khí, chỉ cần người khác biết là ta đang đuổi giết các ngươi, các ngươi kẻ thù cũng không dám hòa ta tranh các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi nha đầu bản lĩnh có thể bãi bình sư phụ của ngươi cùng các ngươi trêu ra đám người kia sao? Cờ Mỹ Tiên hỏi, điều này làm cho trầm tường giật mình. Vô tình lão ma dĩ nhiên mang theo hai cái kiều tích tích nữ đồ đệ khắp nơi gây rắc rối, trêu đến kẻ thù khắp nơi. Tô Mỹ Giao Hòa Bạch u u hai mặt nhìn nhau, các nàng trầm mặc. Cờ Mỹ Tiên truy giết các nàng thời điểm, các nàng cừu gia của hắn cũng không dám nhúng tay, cũng phải để cơ Mỹ Tiên khi đó các nàng xác thực muốn so với bình thường ung dung một ít này làm cho các nàng có chút khó có thể tiếp thu cơ mỹ tiên truy giết các nàng là vì bảo vệ các nàng tuy rằng ở bề ngoài là truy sát nhưng cũng không bắt được mà cơ mỹ tiên cũng không dám thu tha cho các nàng bởi vì con kia sẽ dẫn đến cơ mỹ tiên cũng sẽ dính líu vào trầm tường rất muốn biết hai nàng này đến cùng đều nhạ một chút cái gì kẻ thù nghe tới đã vậy còn quá đáng sợ sư phó của các ngươi đến cùng là ta cậu các ngươi là đồ đệ của hắn ta đương nhiên đến chiếu cố một chút các ngươi có tin hay không là tùy các ngươi cơ mỹ tiên trong lòng vẫn là tức giận thiệt thòi nàng anh minh một đời bây giờ lại bị một tên tiểu quỷ cho tính kế trở thành hắn nữ nô sau đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì làm cho nàng khó có thể chịu đựng sự tình quên đi chuyện lúc trước liền để hắn tới đi trầm tường cười nói này cơ mỹ tiên quả thật có thể nại rất lớn bằng không cũng không có thể ở thiên giới sống đến mức như thế thục. Các loại chờ tới đến thánh đan giới, đạt được nói thật thạch nếu như xác nhận lời ngươi nói không giả. Chúng ta sẽ đối với ngươi dập đầu xin lỗi, sau đó để tiểu tử này hòa ngươi giải trừ khế ước. Bạch U U nói rằng, lúc này nàng đối cơ Mỹ Tiên cừu hận không có lớn như vậy, chuyện của quá khứ đã qua. Huống chi cơ Mỹ Tiên hiện tại đã trở thành trầm tường nữ nô, trầm tường thầm nói, này tại sao có thể, ta rất khổ cực mới đem nàng thu làm nữ nô. Tô mị giao kiều hừ nói, ngươi lại không thiếu nữ nô, nếu như nàng nói chính là nói thật liền buông tha nàng đi. Không cần, cái kia là tử khế ước. Không giải được, cờ mỹ tiên sắc mặt lạnh lẽo, nếu như nàng trước đó nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống bây giờ, nàng liền không kết loại kia tử khế ước. Bởi vì nàng chỉ hiểu được loại kia chủ tớ khế ước. Trầm tường trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt nhưng tràn đầy tiếc nuối, đại nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng yên tâm đi. Nếu như ngươi nói chính là nói thật ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp hòa ngươi giải trừ chủ tớ khế ước. Bất quá mà, hiện tại vẫn là ta nữ nô. Hắc hắc ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không xâm phạm ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Sư phụ lai lịch rất thần bí, chúng ta xưa nay không biết hắn có một người muội muội Càng không biết hắn có ngươi như thế một cái ngoại sinh nữ. Tô Mị Giao cao mày, hồi tưởng sư phó của nàng An Tường Môn từng nói. Đây là đương nhiên, nàng là hoàng vũ tộc đi ra. Thân phận khẳng định phải giữ bí mật. Trầm tường để cơ Mỹ Tiên đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc địa chờ hắn. Làm sao ngươi biết ta là hoàng vũ tộc đi ra? Chuyện này ngoại trừ hoàng vũ tộc mấy lão già hòa cha mẹ ta biết ở ngoài, không có những người khác biết coi như là ta cậu cũng không biết. Cơ Mỹ Tiên thật bất ngờ, bởi vì cho dù ở thiên giới biết hoàng vũ tộc người đều đã ít lại càng ít chớ nói chi là biết nàng là hoàng vũ tộc đi ra. Cờ Mỹ Tiên rất nhanh lại nghĩ đến trầm tường hoàn hữu cây khác bí mật tỷ như ngày đó long pháp ấn hòa thanh long đồ ma đao. Được rồi, nhanh chữa thương cho nàng đi, chỉ bằng hoàn mệnh đan khó có thể làm cho nàng khỏi hẳn. Lòng tiết di âm thanh truyền đến, hơn nữa cố ý mang theo một loại cao thâm khó dò ngữ khí. Như là một cái thế ngoại cao nhân như vậy thấy này cố làm ra vẻ tiểu thí long lại đang khoe khoang, trầm tường rất muốn đem nàng đẩy ra ngoài mạnh mẽ nhào nặn dừng lại. Một trận, người là ai? Cờ Mỹ tiên lại là cả kinh, hoàn mệnh đan sát cực khó có thể làm cho nàng khỏi hẳn, ngày đó long pháp ấn bị thương nàng rất nặng. Ta là ai? Người có thể phải nhớ cho kỹ ta chính là thái cổ sơ khai thì ở thập trọng thiên lên khai sáng hoàng long thánh vực thống trị cửu thiên thập địa 30 vạn năm một đời long đế là hoàng long tộc tổ long, ta đã chỉ nửa bước bước vào long thần cảnh giới, người nhân tiểu tiểu điểu nhân, ở bản đế trước mặt từ lâu lộ ra nguyên hình. Ta liếc mắt liền nhìn xuyên thấu thân phận của ngươi. Lòng tuyết di rất thối địa rông dài một chuỗi lớn, nếu như chưa quen thuộc nàng người, vẫn đúng là bị lừa gạt quá khứ. Trong long tộc trảm phong đại đế còn tạm được, trầm tường trong lòng thầm nhù. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.